đám người trước mắt thật chịu chơi, bọn họ vì muốn câu cá đã tự tạo ra một con mô hình cá voi khổng lồ để làm mồi nhử. Gần 2 tấn thức ăn được phóng vào vị trí xung quanh mô hình cá voi, hình thành một khu mồi nhử đỏ máu kéo dài 8 km, đã mô phỏng chân thật khoảnh khắc cá voi gặp nạn máu chảy nhuộm đỏ vùng biển. Khung cảnh này đúng là đứng đầu trong giới câu cá rồi. Có thể bạn sẽ tò mò, phải câu loài cá gì khiến cho các nhà khoa học bất chấp tất cả sử dụng cá voi làm mồi nhử? Chính là bá chủ đại dương trong lịch sử, cá mập Megalodon. Tuy rằng giới khoa học hiện nay khẳng định rằng cá mập Megalodon không còn tồn tại, chúng đã tuyệt chủng từ 2.600.000 năm trước rồi, nhưng con người chỉ mới thám hiểm được 5% của đại dương. Hiện giờ vẫn có nhà khoa học tin rằng cá mập Megalodon chưa bị tuyệt chủng, bọn chúng có thể sinh sống sâu 2.000 mét ở dưới đáy đại dương. Giả thuyết này không phải tự nhiên mà có, vì những năm gần đây trên biển đã xuất hiện những sự kiện khó tin khiến cho mọi người phải nghĩ về sự tồn tại của thủy quái khổng lồ. Đây là một đoạn video vào năm 2013. Mọi người đang ngồi trên du thuyền câu cá, có 2 nam 2 nữ, và lúc này cần câu của một người đàn ông có phản ứng kịch liệt. Đầu dây bên kia có sức mạnh rất lớn, khi mọi người đều rất kích động tưởng rằng cá lớn thắng câu, người đàn ông kia đã giằng co với cá lớn gần 2 tiếng đồng hồ. Trời đã tối, điều không may xảy ra, sợi dây đứt ngang. Tiếp theo có sinh vật dưới nước không ngừng va chạm vào chiếc thuyền, kéo dài 10 mấy giây, du thuyền chìm xuống biển. 4 người kia lên đường. Lúc đầu họ nhận định chiếc du thuyền đã bị tấn công bởi loài cá voi nào đó, nhưng khi đội cứu hộ lặn xuống phát hiện phần đáy thuyền bị va chạm nặng nề. Thường khi cá voi sẽ nhảy lên khỏi mặt nước để tấn công chiếc thuyền, chỉ có cá mập mới thích tấn công vào phần đáy thôi. Chuyên gia sinh vật đại dương Brad cho rằng chưa chắc đã là loài cá voi tấn công chiếc thuyền. Vì muốn điều tra sâu hơn, anh đã xem lại đoạn phim khi thuyền gặp nạn, tách âm và tua chậm. Trong quá trình xử lý đã nghe thấy một cái tên ghê rợn, chính là cá mập. Khi biết được sự thật, con người lập tức nghĩ đến cá mập trắng. Nhưng cá mập trắng có sức mạnh lật đổ thuyền sao? Trong vùng biển ở Nam Phi có sự tồn tại của 98 loài cá mập. Kích cỡ lớn hơn thì có cá mập trắng, cá mập voi, cá mập hồ và cá mập báo, và cá mập ngầm trong truyền thuyết. Cá mập ngầm thực chất cũng chỉ là cá mập trắng khổng lồ. Có người thấy được cá mập ngầm dài 9 mét, gần bằng một chiếc thuyền. Brad cho rằng có thể là cá mập tàu ngầm đã lật đổ chiếc thuyền. Nhưng sau đó anh nhận được nhiều tình báo mới. Người phụ nữ tên Amener đã dùng ống nhòm quan sát một con cá voi đang đánh nhau dưới biển. Lúc đó mặt nước chuyển động dữ dội, cô đã chụp hình lại. Từ hình ảnh thấy được vây lưng trông không giống vây của cá voi mà là của cá mập. Từ tỷ lệ bức tranh tính ra, vây lưng dài gần 1.8 m và từ vây lưng đến cơ thể dài 14.3 m, còn dài hơn chiếc thuyền. 70 năm trước, tàu ngầm nước Đức cũng đã chụp lại hình ảnh vây lưng cá mập. Theo tỷ lệ của chiếc tàu ngầm tính được, con cá mập khổng lồ. Có một cặp cha con phát hiện con cá voi chết bên bờ biển, thân dưới bị cắn đứt làm hai, mà còn là vết cắn một phát. Nhiều chứng cứ cho thấy trong đại dương có một loài cá voi làm mồi, có kích thước lớn đến nỗi mà con người không thể tưởng tượng được, khiến cho Brad nghĩ đến cá mập Megalodon đã tuyệt chủng từ lâu. Cá mập mang rợ thân dài 30 m, nặng 80 tấn. Cá mập trắng trông thật nhỏ bé trước nó. Chúng có 6 hàm răng, mỗi hàm 46 chiếc, mỗi chiếc đều lớn chừng này. Cả khoang miệng đều như thế thì dễ dàng cắn đứt xương của cá voi. 100 năm trước, hóa thạch răng của cá mập Megalodon được con người phát hiện. Nhà khoa học sử dụng phương pháp tính năm, tính toán ra được chiếc răng này đến từ 10.000 năm trước, cho thấy cá mập Megalodon không có lâu đời như tưởng tượng. Chắc là bạn sẽ thắc mắc, một con cá mập to như thế sao lại tuyệt chủng được? Kết luận mà giới khoa học đưa ra, khi trái đất bị đóng băng, mặt biển đóng băng dẫn đến mực nước biển xuống thấp, cá mập không thích khu vực lạnh, khiến cho phạm vi hoạt động của họ bị thu hẹp. Đến cá voi cũng đã bỏ chạy. Cứ như thế, cá mập Megalodon bị mất đi nguồn thức ăn, đói chết dẫn đến tuyệt chủng. Không thể không nói kết luận này khá miễn cưỡng. Sự thật là con người chưa từng phát hiện ra có chứng cứ tồn tại cá mập Megalodon sống dưới đại dương. Brad nghĩ rằng chưa phát hiện không có nghĩa là không có. Anh mang sự tò mò muốn tìm hiểu, quyết định tìm tung tích của cá mập Megalodon. Anh bỏ tiền tạo mô hình cá voi khổng lồ, dùng cá voi làm mồi nhử cá mập Megalodon. Họ còn trang bị 3 cái máy nghe dưới nước mô phỏng âm thanh cá voi bị thương. Âm thanh này sẽ kích thích cá mập Megalodon đến kiếm ăn. Sau khi phóng mồi nhử ra, bọn họ bắt được vài tiếng sau, thiết bị dò tìm phát ra âm thanh cảnh báo. Gần đây là tập trung gần 35 con cá mập, số lượng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không thấy cá mập khổng lồ. Sau một hồi, Brad phát hiện toàn bộ cá mập đã biến mất. Anh bắt đầu lo sợ. Bình thường vào lúc này, những cá mập cùng kích cỡ sẽ chụp bầy đàn với nhau. Nếu như họ bỏ chạy, nghĩa là có thứ kinh khủng hơn xuất hiện, vì cá mập cũng sẽ săn mồi lẫn nhau. Lúc như thế, thợ lặn thay trang bị lặn xuống nước. Mô hình cá voi bị va chạm liên tục, cả chiếc thuyền đang rung lắc. Dưới sự va chạm mạnh mẽ này, thợ lặn đã phóng tín hiệu vào con cá mập. Dưới nước không có ánh sáng, không có chụp được hình ảnh của con cá mập đó. Nhưng theo định vị, con cá thần bí đang di chuyển với tốc độ nhanh, xuống độ sâu 1.800 m, đến sâu 2.000 m thì mất đi tín hiệu. Tuy rằng không thấy được bộ mặt của nó, nhưng có thể khẳng định mô hình cá voi đã bị lôi xuống dưới nước. Đồng thời, nó sống dưới vùng biển sâu 1.800 m. Như vậy, bạn nghĩ nó sẽ là một con quái vật gì nhỉ?